Uh, hi xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là hiển thị gì uh, hiển thị cái gì cái video ha? ở đây mình đã thêm thử bốn cái video rồi đó thì bốn video công ty ví dụ như quy trình chuyển hàng video kho hàng hoạt động cắm chạy công ty đó thì mọi thứ video về công ty cũng như là về shop của bạn ha mình thêm đây demo thôi video thì video của gì của công ty mấy bạn luôn ha của shop mấy bạn luôn rồi thì mình hiển thị ra đây video công ty hiển thị ra đây thì uh, à uh, xóa video á các bạn à uh, uh, cái phần xóa video này nè. Thì ở clip trước uh, ở những cái clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là xóa video nhưng mà chưa xóa hình ảnh ha, nhưng mà chưa xóa hình ảnh. Đó thì uh, uh, các bạn mở lại cho mình cái suột, sau đó các bạn mở lại cho mình cái trang uh, video controller ha. Thì cái phần là delete video nè các bạn chỉ việc thêm cho mình cái câu lệnh là in link video ha, đó, in link cái hình ảnh dựa trên cái gì, dựa trên cái folder video rồi là xong thôi ha, thì nó sẽ xóa video và nó xóa luôn hình ảnh thuộc cái video đó cho bạn rồi, kế tiếp, à, để hiển thị cái này ra thì các bạn sẽ mở lên cho mình cái cái trang um, video ha uh, pages là video video mà mình đã hướng dẫn các bạn tạo rồi, thì các bạn chỉ việc là hiển thị hình ảnh ha hiển thị hình ảnh, đó, bằng cái đường link như thế này Lesset này đó, Antalas mô tả hình ảnh là bằng cái title của video ha rồi tiếp tục là đây là cái gì cái title video nè đó hiển thị ra đây và cái đây là cái tóm tắt của cái video đó ha ví dụ như là các bạn cho là test rồi thì các bạn hiển thị ra thì các bạn sẽ thấy nè đó nó sẽ mô tả ví dụ như mình có cái mô tả dài là buộc họp định kỳ hàng tháng của shop à, mang lại gì mang lại à, tình cảm gắn kết à, à, gắn kết và hiểu nhau hơn và hiểu và hiểu nhau hơn ha và hiểu nhau hơn của shop đi ví dụ vậy đó các bạn muốn mô tả à cái này video title um, copy qua đây cái này meta street nè description ha còn cái này là hành thành được shop cái này ngắn thôi ha một tiêu đề thì nó ngắn thôi không có cần phải dài đâu các bạn đi phép nè để các bạn thấy ha các bạn chỉ cho ngắn vậy thôi ha hoặc là dài thêm tí xíu nữa cũng được nữa à, hợp định kỳ của shop ừ. rồi vậy đi đó dài vậy ra mô tả cái dòng mô tả cái video này ha ngắn ngắn thôi này là tiêu đề rồi cái này là hình ảnh các bạn thấy chưa nó rất là đẹp rồi thì khi mình lít vào xem video này hơi dài nè, cái này nó bị uh, lỗi nè. Mình cho ngắn lại ha, mình cho ngắn lại tí xíu. Mình cho cái này à uh, email wrapper single product, cái này các bạn cho thêm mình cái uh, uh, single product hai đi. Video đi ha, single product video. Rồi, thì ở đây các bạn phép lại. Cái này nó thuộc tại vì nó thuộc cái last single product mà cho nên là nó cái chiều dài nó hơi bị ngắn đó, làm cái chiều dài nó cao cao ra tí xíu cái này là single product nè đó cho cái chiều dài nó là 250 bit thì nó quá ngắn ha bốn bit 300 bit cũng chưa chưa ổn 450 bit Ok 450 bit đi ha Hoặc 500 bit cũng được Cho 500 bit đi Bit thì quá dài 450 Rồi tạm thời 450 đi ha Rồi các bạn copy cái dòng này Vào đây Đó bắt ra Rồi mình quay lại cái trang home Coi nó có bị vẽ layout không ha Rồi layout vẫn bình thường ha Đó layout vẫn bình thường video shop đó xem video rồi thì khi mình click vào xem video thì nó giật lên cái pop up ha mình uh, mình thực hiện xem video ở tại trang này luôn ha giật lên cái đồ ha giật lên cái đồ thì um, uh, các bạn lên google á bạn google lên google các bạn search cho mình cái mô đó các bạn search cho mình cái đồ input shop ba này nè đó thì các bạn vào cho mình cái đồ nè thì khi mình click vào nhóm lot đó nó loát like cái video cho mình ha loát like cái video cho mình như vậy thì uh, để coi mình coi cái model scroll may cái này là lít ra ngoài là nó tắt đúng không có cái nào cái này là chính giữa nè uh, ha vậy cái này trên đi Vertical Centered ha, cho nó vào chính giữa. Rồi bây giờ các bạn copy cho mình cái mô đồ này. Sau đó các bạn bắt nó vào bên dưới cái Single Product này. H24, dưới à, Foreach này dàn à, trang ha, dàn trang ở dưới này luôn đi, dưới dàn trang luôn đi ha. Đó, mô đồ xem video. Đã là mô đồ xem video. Rồi ở đây nó là một cái button đúng không? Button thì khi click vào cái button là load là chạy ha, load de demo uh, model. Đó là chạy click vào này thì nó sẽ nhận cái gì? Nó nhận cái target có nghĩa là nó nhận cái data ID của cái model ha. Đây. ID. Đó. Thì nó sẽ chạy cái gì? Nó chạy cái model dựa trên cái target là ID này. Đó. Thì mặc định mình có là cái nút xem video mình đổi nó lại thành là cái gì mấy bạn Mình copy nguyên cái dòng này ha, Xóa cái kia đi Rồi mình đổi cái này là target là gì Model video đi Mình đổi là model video Rồi thì mình đổi cái target này Thành model video luôn Ok chưa Rồi sau đó Cái này là button, button của nó là xem video Rồi. Bây giờ mình quay lại cái video shop ha. Đó, các bạn thấy khi, khi mình click vào nó hiển thị cái model thấy không? Hiển thị cái model. Thì mình cái model này mình không cần cái save chain này ha, mình chỉ cần cái này là đóng video thôi. Rồi thì cái này là cái title có nghĩa là khi các bạn click vào video họp định kỳ thì xem video thì nó sẽ gì hiển thị ra là ừ, xem video họp định kỳ nó nằm ở đây ha rồi uh, tiếp tục là cái này là nút x nè sau đó là um, mode effect xóa cái này thử xem. à cái đâu cái hiệu ứng ha Hidden and Truth Label Centered Xóa cái này thử xem video Cho cái đó lại đi ha Rồi ok thì à uh, uh, Rồi sau khi các bạn có mô rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là lấy cái gì Lấy cái uh, video ha, khi click vào xem video thì cái title và cái video đó nó hiện ra đây ha Thì cũng dễ thôi, các bạn uh, quay lại cho mình cái sụt code của mình Thì ở cái title này, mô title này, mình chưa có title đúng không? Đây là cái title của nó nè à, Đây là cái title của nó đúng không? Rồi các bạn cái title này nó sẽ lấy dữ liệu sau đó nó truyền bằng ID ha các bạn à, các bạn để cho mình là video title ID và cái body này là cái gì cái video thì các bạn để cho mình là ID bằng video uh, uh, deep ID ha ID bằng uh, video uh, link đi ha video link rồi tạm thời các bạn để vậy Đó, các bạn refresh lại thì nó nó chưa ra cái gì đâu Ha. rồi bây giờ thì cái nút xem video này các bạn gửi cho mình cái id của cái video đó ha muốn lấy cái video nào thì nó phải mang cái id của cái video đó ha rồi bây giờ các bạn cho mình một cái nè nút xem video đây các bạn cho mình id bằng thì id cũng dễ thôi nó nằm ở đây ha rồi. Uh, video id bây à, giờ đi là nó lấy được ở cái này nào bạn chứ không phải là lấy ở đâu đâu nha. đó bây giờ đi rồi ở đây các bạn cho mình một cái class đó là watch video thì cái watch video này các bạn copy sau đó các bạn mở cho mình cái layout rồi sau đó các bạn kéo xuống để các bạn ghi cho nó một cái đoạn script ha một cái đoạn script rồi cái đoạn strip này Uh, ví dụ cái đoạn script này thì mình sẽ ghi là document chấm ready ready function rồi thì uh, cái này ví dụ như mình sẽ có là uh, document các bạn sửa lại cho mình cái này là on on click click vào gì mà click vào cái class watch video, đúng không, đây, uh, video đây, watch video ha, thì mình sẽ thực hiện lệnh ở dưới này, rồi, thì cái lệnh này đầu tiên các bạn mở cho mình cái ajax lên, ha, ajax lên, uh, à, va đi, va mình lấy cái video id đi, thì dựa trên cái nút này đúng không, dựa trên cái nút button này, đó, cái watch video này thì các bạn sẽ cho mình là dist. Dist có nghĩa là cái nút ha, nút xem video khi mình click vào thì mặc định nó sẽ mang cái ID video nè. Thì mình lấy cái gì? Cái thuộc tính của cái button này bằng cái attribute ha, attribute ID. Rồi, attribute ID ha. Sau đó các bạn cho mình cái hàm Ajax mình sẽ gửi qua cái đường dẫn ha à, đầu tiên là cái URL là cái đường dẫn thì mình sẽ gửi qua trang gì cái đường dẫn là Watch video đi ha, Watch video nào mình coi coi URL à hai chấm thiếu cái này ha bạn rồi Phải ha Quá video đừng dẫn Rồi tiếp tục Mình sẽ gửi qua bằng method là post nha các bạn Đó là post Rồi À Method đồng post này các bạn còn một cái nữa Mình gửi qua Ajax Thì mình phải có token Đúng không Thì các bạn cho mình cái form ở đây ha Form ở cái gì Cái deep single product nè Đóng form nè Để nó lấy được token ha các bạn Rồi thì lấy token thì cũng dễ thôi các bạn copy cái dòng này đó để nó lấy cho mình cái token ha quá video mình có à mình sẽ gửi qua dữ liệu mình gửi qua ID qua gì qua Ajax sau đó mình đổ nó về kiểu data type là gì mấy bạn data type kiểu JSON ha mình sử dụng kiểu JSON để lấy cái dữ liệu trả về ha đó trả về rồi sau đó các bạn sẽ cho mình cái data cái dữ liệu ha dữ liệu mình sẽ gửi qua hai cái dữ liệu mấy bạn đó là video ID để mình so sánh cái ID video để mình lấy ra được cái video đó và tiếp tục là cái token ha cái này là quen quá rồi đó rồi sau khi mình success sau khi mình thành công đó thì mình sẽ trả về data đúng không đó mình trả về data thì đầu tiên mình sẽ gì mình sẽ trả về data thì mình sẽ à, trả về cái dữ liệu data dựa vào cái ID thì các bạn sẽ thấy nè đây trả về cái mô đồ này đầu tiên thì khi lấy được video title rồi thì nó sẽ ác cái video title dựa trên cái video này na video title này rồi bây giờ cái ID video title này ha rồi các bạn chấm valut các bạn để đó đi ha để đó cho mình rồi tiếp tục mình tiêu đề và cái video đúng không tiêu đề và cái video là video link nè đó, dựa vào cái ID video link trả về tất cả bằng dây xanh hết nha các bạn đó thì các bạn hay nào chưa biết xanh thì các bạn ghi dây xanh cho mình đi. Đó, à, không cần phải thắc mắc gì nhiều. Rồi, à, tiếp tục, cái watch video này. Thì à, mọi chuyện sau thì đơn giản thôi, các bạn qua lại web cho mình. bát này ra. Posta. Rồi. Qua đây. Các bạn ghi cho nó qua video controller, các bạn ghi cho nó một cái hàm watch video ha. Thì cái hàm watch video này nó lấy cái gì lấy cái video dựa trên cái gì các bạn dựa trên uh, id video id mà mình đã gửi qua ha dựa trên cái video id đâu rồi uh, layout nè đó dựa trên cái video id này ha rồi thì dễ thôi bắt đầu uh, video id bằng gì mà bằng request đúng không request lấy gì video id rồi request thì bật định cái này mình phải có cái gì phương thức request ha rồi sau khi lấy xong video đi thì mình chỉ đem so sánh video bằng video đó là cái mô đồ video thì các bạn nhớ add cái mô đồ video vào nha đó rồi sau đó là mình tìm ờ mày tìm cho tao cái video nào mang cái video id mà tao đã gửi qua ha đó rồi tiếp tục các bạn cho mình hai cái output output đây là video name nè nè là cái video title nè uh, Video title ha Video title chứ Video title Thì bằng cái gì mấy bạn Bằng video Đây nè nó lấy được video gì Dựa vào cái đi và nó gửi vào cái biến video này Thì mình chỉ việc lấy ra thôi Video title Video title Rồi tiếp tục là video link Đúng không Nó sẽ lấy được video link Đó video link dựa vào cái gì mấy bạn dựa vào video link ha dựa vào cái video link ở trong uh, trong này ha, video link rồi sau khi nó lấy xong rồi các bạn cho mình là echo ra một cái phương thức là json decode nha các bạn json decode à, để nó giải mã cái gì cái html này ra thành cái pha, cái gì cái dữ liệu là json đó thì mình sẽ đó cái dữ liệu của nó cái dữ liệu của mình cái dữ liệu của mình có tên là output ha output rồi các bạn sẽ thấy nè bây giờ các bạn à, quay lại đây ha rồi các bạn kiểm tra nè thì các bạn sẽ thấy nè network mình sẽ thấy khi click vào xem video thì các bạn sẽ thấy nè hiện tại đang bị lỗi nè ha json decode không phải một kiểu string Spectrum Android đó nó sẽ trả về ở đây ha, nhưng mà tạm thời cái này là uh, nó đang bị lỗi ha các bạn. Uh, output. À, các bạn thêm cho mình uh, một cái nữa, các bạn mở lên các bạn thêm cho mình cái. Đây send decode này là ok rồi ha, các bạn quay lại cái layout, các bạn cho mình value, value gì? Data ha, value data. Đây, trả về data nè. Trả về data thì sẽ trả về cái chuyện gì video title và video link đúng không? Bây giờ title và sau đó là video link. Rồi, bây giờ mình thử refresh lại ha. Để mình coi network nó trả về cho nào xem video nè. Vẫn bị lỗi ha. Decode. Decode hay encode ta. Uh, token what video. Video ID. bằng this attribute id attribute id này hả ta id này ta uh, các bạn sửa lại cho mình cái này là encode chứ không phải decode ha encode là nó giải mã cái gì cái uh, cái cái này thành gì cái dây sinh ha encode rồi bây giờ mình thử refresh phát lại coi uh, xem video đây đúng rồi nè các bạn sẽ thấy nè đó thì uh, JSON á nó hiển thị là kiểu key các bạn học nào học Java thì các bạn sẽ biết ha thì đây là key nè còn đây là value value ha đó key và value đó thì các bạn nào học qua Java và sẽ biết nè rồi tiếp tục quá nè bây giờ hoạt động cắm trả của shop nè rồi tiếp tục đó nó sẽ trả về mình đường link và gì và title đó rồi tiếp tục mình click vào đây thì các bạn sẽ thấy đó key nè video link và gì giá trị của nó value ha key và value đó là cái kiểu của Jason các bạn học, học JavaScript sẽ biết. Rồi thì việc kế tiếp cũng đơn giản thôi, các bạn thay gì cái vô lụ này thì các bạn cho là HTML. Có nghĩa là nó cộng HTML vào những cái vị trí mà có ID là video title và video link với cái giá trị này ha thì mình đã khai báo ở bên cái model này rồi. Thì các bạn sẽ thấy nè, khi các bạn refresh lại nè, mình tắt cái này đi ha. Tắt này đi nó cho nó đỡ lắc rồi các bạn khi clip vào xem video nào nó trả về nè các bạn. Ừm trả về nè. Được chưa? Rồi, bây giờ có link rồi thì việc kế tiếp là cái iframe thôi thì các bạn mở lại cho mình cái admin uh, list video này ha. Giờ mình lấy cái iframe. À không, video controller này chứ. Khỏi cần cái admin này luôn ha. Đó, cái frame nằm trên đây nè. Đó, trả về cái iframe. Rồi các bạn kép copy các bạn kéo xuống cho mình à các bạn uh, copy xong các bạn qua lại cái video cho mình các bạn copy cái video link này bát cái I farm ra đây trước sau đó short này short này ha nguyên cái short này luôn thì các bạn có em bay nè sau đó uh, mình sẽ qua cái deep id mình sẽ gửi vào đây ha mình sẽ gửi vào đây cái video link đó, ID bằng video link oh. Oh, Cái này thì uh, Cái video link này Các bạn cho nguyên cái frame luôn ha Cái frame các bạn cut đi cut, Các bạn qua lại video controller Sau đó các bạn cho nó trả về Cái output video link bằng nguyên cái gì Bằng nguyên cái Cái, cái frame mà luôn đó, Bằng nguyên cái frame mà luôn ha ở đây video video gì video link rồi trả nguyên về nguyên cái frame luôn ha bên video các bạn vẫn để nguyên vậy rồi bây giờ mình thử refresh nè xem đó nó trả về cho mình được cái video nè ồ oh, trả về video sao bị lỗi ta à, các bạn quay lại video controller các bạn cho cái này là chiều cao là khoảng 400 trăm quyết tâm 100 phần trăm ha 100 phần trăm đi 100 phần trăm nghĩa là 100 phần trăm của cái mô đồ đó bạn nghĩa là mô đồ này đó ở đây nó đang bị lỗi nè à, bị lỗi thì mình sẽ sửa thôi qua layout lại ha mình sẽ cho cái này là coi cái video valut để xem cái video link nó hiện như thế nào à yeah. Rồi. Embed embed. Hmm. Data nó không có hiểu cái dòng iframe này. Ờ cái này video link chứ không phải là 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 link nha các bạn. Đó video link. Rồi bây giờ mình thử lại nha. Thử lại với uh, viết lại ha xem đó lấy đường link này mới đúng nè đó đây là mình đúng ha rồi bây giờ việc kế tiếp các bạn sẽ qua lại cái uh, layout cho mình đổi cái này là html ha rồi kết lại bảo đảm thành công ha tắt cái này đi xem đó sẽ trả về cuộc họp công ty nè rồi nó sẽ trả về kỳ cắm chạy ha cái này video là mình copy trên uh, youtube ha đó mình chẳng biết video của ai hết cứ uh, miễn sao nó giống ha rồi thì việc kế tiếp ở ví dụ như các bạn cho mình một cái uh, mô tả đây nữa ha mô tả đây video uh, description đi thì các bạn cho cái gì cũng được ha data bằng description đó thì các bạn quay lại cái video nè ở đây ví dụ như link ở dưới là cái phần mô tả đi ha hoặc là mô tả trên cũng được mô tả trên rồi dưới là cái video cũng được đó, thường là mình để mô tả trên ha đó rồi sau đó qua bên cái video controller này copy ra thêm một đoạn nữa đó là gì video description đó là mô tả video các bạn đó. thì nó sẽ tự hiểu là anh code sau đó nó trả qua cái gì uh, id đó trả qua data sau đó là nó dựa vào cái id mà nó thêm vào ha đó cho mấy bạn rồi bạn enter bạn xem nè đó bạn thấy chưa đó. shop gì đó này hơi ngắn ha ừ. video kho hàng hóa công ty này là mô tả nè đó. video rồi đây à, để mình xem video thử coi hello anh em tôi là Vinh hôm nay mình sẽ làm một cái video để cho anh em xem cái được ha rồi à, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều